Bây giờ là hôm nay là ngày 10, hôm nay là ngày 14 tháng 5 2024, hiện tại bây giờ là 11 giờ 08 phút. Mình đã đưa ra một cái cam kết là mình sẽ thực hành 5 năm năm. Mình sẽ viết 55 điều mình mong muốn trong 5 ngày tới. Thì hôm nay đã là cái ngày thứ ba của Lina viết rồi, mà hôm nay Lina sẽ thâu cái băng này để chúng ta có thể ngồi cùng nhau để viết chung với nhau. Bây giờ là 11 giờ 19 phút, thì trước khi mình bắt đầu đó thì mình hãy nhắm mắt lại, hình dung tưởng tượng là mình đã đạt được cái mục tiêu của mình, và đúng 11 giờ 11 phút là cái giờ đó, là cái giờ quan trọng nhất, giờ đó là cái giờ mà có nhiều năng lượng nhất. Thì bắt đầu mình sẽ viết, và một khi mình hạ cái bút xuống mình viết đó là mình sẽ không đi tiểu, mình không nghe điện thoại, mình không nói chuyện, tóm lại là mình chỉ ngồi yên mình viết thôi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu ha, 11 giờ 09 phút. Một giờ 10 okay. Thì mình sẽ viết ngày giờ ha. Hôm nay là ngày ngày 5 tháng 10, ngày 14 tháng 5 2024, đúng 11 giờ 11 phút ha. Okay, mình sẽ không nói chuyện nữa nha.
Như cái nét. Cái 11:43 ok, cái cuối cùng mình sẽ viết là ngay lúc này, ngay bây giờ. Tên mình Lina vô cùng biết ơn sức mạnh tiềm thức và vũ trụ thiêng liêng đã giúp Lina có mọi nguồn lực đẹp được mục tiêu nhanh chóng và dễ dàng.
Cảm ơn. Cảm ơn. Xong. Hôm qua mình viết xong 11 giờ 44, hôm nay mình viết xong 1 phút nhanh hơn, 43. Có một cuốn sách riêng để viết cho 11 giờ 11 phút. Ok. Cảm ơn anh chị đã đồng hành với Ly nè. Viết 5 năm năm đúng 11 giờ 11 phút. Chúc cho anh chị đạt được mục tiêu của anh chị.